tiểu sử diễn viên Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm được biết đến là một thí sinh đã lọt vào top 20 cuộc thi Miss Teen năm 2010, là một gương mặt mới được mọi người chú ý vì một khả năng diễn xuất với ngoại hình ưa nhìn, một gương mặt thánh thiện. Khi dẫn chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long, Hồ Bích Trâm sinh ra tại Quảng Ngãi. Hiện tại cô đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô sinh vào năm 1991, tên đầy đủ là Hồ Thị Bích Trâm. Trâm còn được nhiều người yêu mến vì xuất thân rất cực khổ và vươn lên để mà tiếp tục với ước mơ của mình. Với chiều cao 1m66, Hồ Bích Trâm đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ bỏ đi, còn ba mất sớm, Hồ Bích Trâm đã phải làm nhiều việc để mà tự trang trải cho cuộc sống. Lọt vào top 20 cuộc thi Miss Teen năm 2010 và cũng là thành tích xứng đáng để dành cho cô bạn giàu nghị lực này. Tuổi thơ của Trâm là một trong những trang buồn khi mà mẹ bỏ nhà đi lúc Trâm 18 tuổi. Năm 15 tuổi, Hồ Bích Trâm từ Quảng Ngãi vào thành phố Hồ Chí Minh và đã làm thuê cho một quán cơm. Biết Trâm khát chữ, cô chủ quán cơm rất tốt bụng đã giúp cho Trâm được học bổ túc văn hóa vào buổi tối. Rồi cũng nhờ sự động viên của anh họ, Trâm đã dự thi và đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Niềm vui chưa lâu, thì ba của Trâm đã ngã bệnh và qua đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng mà Trâm vẫn nghị lực đứng dậy. Một mình Trâm đã phải làm nhiều nghề chụp hình người mẫu tóc đóng kịch để mà trang trải cho cuộc sống. Cùng với tiểu phẩm Năm Ngón Tay ở vòng chung kết khu vực, cô vào một vai cô bé mồ côi đói khát phải mút ngón tay để mà hưởng chút dư vị từ miếng bánh kem. Trâm gần như đang kể lại câu chuyện của chính bản thân mình. Trong cuộc trò chuyện cùng với chúng tôi, đôi khi Trâm không giấu nổi niềm xúc động, đôi mắt đã ngấn ngấn nước, khác hẳn một cô bé Bích Trâm đầy sôi nổi, hài hước và cũng có phần nghịch ngợm trong các hoạt động của Miss Teen. Ban đầu, khi mà một thân một mình ra ngoài Hà Nội, khi nhìn thấy nhiều bạn có ba, có mẹ, cổ vũ, em thấy tủi lắm, nhưng mà dần dà em cũng vững vàng hơn, Bích Trâm nghẹn lời. Về sự nghiệp của Bích Trâm, hiện nay Trâm đang rèn luyện rất nhiều để mà trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Lúc đầu em cũng rất ngần ngại, cứ diễn là run, nhưng mà thầy giáo em nói là diễn viên mà run thì đừng có làm nữa. Giờ thì thấy ánh đèn sân khấu và phim trường, em đã không còn thấy sợ nữa rồi. Hôm nào không đi quay là em lại cảm thấy nhớ phim trường lắm. Có những hôm em học từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, 6 giờ chiều đã bắt đầu tập diễn tới tận 11 giờ khuya. Bận rộn đã làm cho em cảm thấy vui. 4 phân đoạn trong bộ phim nhựa Sài Gòn Rồ đã đánh dấu ngày đầu tiên Trâm với điện ảnh. Và gần đây, Trâm đã vào vai thứ chính có mặt trong suốt 30 tập của bộ phim Hoàng tử xấu trai, dự kiến chiếu vào tháng 11 này. Khán giả tham dự vào thi chọn ngôi sao tài năng, có lẽ ít ai có thể biết phần nhạc ở trong vở kịch Màu Trắng của Trâm tại khúc cuối có vấn đề. Khi đó, người mất bình tĩnh có lẽ đã đứng chết chân ở trên sân khấu, nhưng mà Trâm thì vẫn ứng phó tình thế rất nhanh. Không có lời nhạc thì em đành phải thoại. Chính vì thế có rất nhiều câu không hề có ở trong kịch bản em viết trước đó. Đến khi diễn xong rồi, vào cánh gà thì Trâm mới khóc nức nở. Vai diễn của Trâm kịch Màu Trắng là một cô bé con nhà giàu được ba mẹ mua cho rất nhiều áo và váy gấu bồng vào ngày sinh nhật. Thứ duy nhất cô bé thiếu đó chính là sự có mặt của ba mẹ. Nó rất cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Chi tiết mà Trâm thích nhất đó, nó qua nhìn con gấu cha và nói rất chậm và rất nhỏ rằng con ghét ba, rồi quay qua nói con gấu mẹ, con ghét mẹ. Theo như tâm lý bình thường ngoài cuộc sống, đáng lẽ thì những đứa trẻ sẽ hát lên khi mà ghét ai đó, nhưng đối với nhân vật của mình em sẽ không xử lý tình huống như vậy. Nó không vui bởi vì bố mẹ lúc nào cũng chạy theo vòng quay của đồng tiền, nhưng mà nó không ghét ba mẹ bởi vì yêu ba mẹ cho nên mới mong ba mẹ về như vậy. Và em đã không cho nhân vật của mình được phép hỗn. Nếu như trên thế gian này có phép lạ, em sẽ ước hai điều. Một, chính là mẹ em sẽ quay về. Hai, là ba sống lại.
Trâm chia sẻ. Và tôi cũng đã cảm nhận được một Hồ Bích Trâm rất bản lĩnh khi mà cô bạn khẳng định cuộc sống đã dạy cho em biết tự lập, biết cái gì cần né ra và cần phải theo đuổi đam mê, em sẽ theo đồng nghiệp diễn tới cùng. Scandal của Hồ Bích Trâm. Xôn xao hình ảnh mê tin Bích Trâm bị đánh ghen ở trong bà. Hồ Bích Trâm đã có một cuộc hỗn chiến cùng với vợ của người tình ngay trong quán bà. Sau khi nhận giải Miss Thân Thiện trong cuộc thi Miss Teen năm 2010, Hồ Bích Trâm đã trở thành cái tên được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Cô đã nhận được rất nhiều lời mời cho các vai diễn nặng ký trong những bộ phim Hoàng tử xấu trai, Dây leo hạnh phúc, Hoàng tử ăn mày, Đồng quê, Song hùng kỳ dị, Hoa cốc xanh, Mật mã chuông gió. Xây dựng một hình ảnh trong sáng, cô gái trẻ đã nhận được tình cảm yêu mến của công chúng. Thế nhưng, một vài tấm ảnh mới đây của người đẹp lại khiến cho khán giả vô cùng ngỡ ngàng. Một vài bức ảnh đã được cư dân mạng chia sẻ cùng với lời dẫn sốc với cảnh diễn viên trẻ đánh nhau. Theo miêu tả ban đầu thì ảnh đã ghi lại cảnh Hồ Bích Trâm gây sự và đánh nhau cùng với một người phụ nữ trong quán bar. Dù cho đối những người xung quanh can ngăn nhưng mà cô vẫn quyết cho đối thủ của mình một bài học. Mãi cho tới khi có sự can ngăn của lực lượng bảo vệ thì cuộc chiến của hai người phụ nữ mới dừng lại. Được biết rằng người phụ nữ bị Hồ Bích Trâm ra tay không ai khác, đó chính là vợ của người đàn ông đang có quan hệ tình cảm cùng với người đẹp. Tuy nhiên, rất nhiều người hoài nghi rằng đây là cảnh diễn của Hồ Bích Trâm ở trên một bộ phim nào đó. Hiện tại chưa rõ tính xác thực của các hình ảnh trên. Chuyện ít biết về ngôi sao Thân Thiện Bích Trâm. Suốt 2 tuần lễ chung kết đồng hành cùng 19 thí sinh Miss Teen, ngôi sao Thân Thiện Hồ Bích Trâm luôn vui vẻ tinh nghịch cùng với mọi người. Ít ai biết đằng sau ánh mắt nụ cười xinh tươi ấy là một nghị lực sống đáng trân trọng. Suốt 2 tuần lễ chung kết đồng hành cùng với 19 thí sinh Miss Teen, ngôi sao Thân Thiện Hồ Bích Trâm cũng luôn vui vẻ tinh nghịch cùng với mọi người. Ít có ai biết đằng sau ánh mắt nụ cười vui tươi ấy chính là một nghị lực sống đáng trân trọng. Nhà Bích Trâm tại Quảng Ngãi khi lên 8 tuổi mẹ bỏ đi đã để lại 3 bố con sống nương tựa vào nhau, anh trai hơn Trâm 2 tuổi. Thời gian đầu khi vắng mẹ, 3 bố con rất cực khổ, vừa phải lo trang trải cuộc sống hàng ngày, vừa phải tích cóp tiền học cho anh em Trâm. Học xong lớp 12 thì anh trai của Trâm quyết định bỏ thi đại học để vào Sài Gòn tìm việc, tiếp tục nuôi em gái và cùng giúp đỡ gia đình. Nhưng do cuộc sống mãi không thể thoát khỏi cảnh khó khăn, Trâm đã quyết định nghỉ học, xin ba cho phép vào Sài Gòn để làm phục vụ quán cơm. Đi xa, em rất nhớ nhà lắm, dù thấy mọi người đi học, em cứ khóc hoài. Thế là cô chủ quán cơm đã cho đi học bổ túc buổi tối. Học tới năm 12, ba bất ngờ đổ bệnh, em đã phải dành dụng tiền nuôi ba và đi học. Trâm nhớ lại, sau khoảng 3 năm miệt mài đèn sách, từ một cô bé ở ngoại tỉnh bưng bê cơm cho khách, Trâm đã hãnh diện thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này tại quê Quảng Ngãi, ba của Trâm cũng vừa mới bắt đầu lại có hạnh phúc cùng với một người phụ nữ khác. Sau khoảng 8 năm mẹ bỏ đi, những tưởng hạnh phúc tròn trịa đang mỉm cười đối với cô bạn giàu nghị lực thì ba của Trâm đã đột ngột qua đời khi chưa đầy 50 tuổi vì mắc căn bệnh ung thư đại tràng. Ba em giỏi lắm, ba làm đủ mọi việc, nuôi cả một đàn heo, làm thợ nấu đám cưới, làm ruộng, trồng rau và thợ hồ. Ba làm nhiều lắm, ba vừa làm, ba vừa là mẹ cho tụi em từng chút. Dù cho vất vả, nhưng ba đã không để chúng em thiếu ăn, thiếu mặc. Ba đã được mọi người gọi là thím năm bởi vì làm hết việc của phụ nữ. Ba mất, Trâm đã suy sụp hoàn toàn. Từ nay cũng chỉ còn lại hai anh em bơ vơ, đùm bọc và lo lắng cho nhau. Trước những biến cố quá lớn, Trâm chán nản và muốn từ bỏ tất cả. Nhưng rồi, Trâm lại không thể làm như vậy khi nhớ những lời chăn trối cuối cùng của ba. Ba biết mình đã không còn đủ sức lo cho con nữa, nhưng mà con ham học, phải tự cố gắng lo cho mình, ba mong con sẽ làm được. Một tháng sau ngày ba mất, Trâm đã bắt đầu buổi học đầu tiên ở trường đại học. Đi học, Trâm đã tự lo cho mình mọi thứ để mà có tiền ăn học.
Trâm làm đủ thứ việc. Sau những giờ lên giảng đường, từ phục vụ bàn cho một quán nước ở gần phòng trọ cho đến làm peri người mẫu tóc, thời gian nghỉ ngơi cũng ít lắm, toàn hơn 11 giờ đêm mới về tới nhà. Vừa học vừa làm khá căng thẳng. Khi đó mẹ ruột cũng có nhiều giúp nhiều, nhưng em hiểu mẹ còn gia đình và con cái nữa, cho nên cố gắng tự thân vận động thôi. Với một câu hỏi em có giận mẹ không, Trâm thẳng thắn trả lời: bản thân em chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Dù mẹ cũng là người đã sinh ra em hiểu hoàn cảnh của mẹ khi đó. Em xem mọi thứ đến với mình là số phận, cho nên chấp nhận tất cả. Bích Trâm biết tới cuộc thi Mi Tìn từ rất nhiều năm trước. Thích đấy, muốn đấy, nhưng mà đâu có thời gian và điều kiện tham gia. Cho nên cô bạn chỉ lặng lẽ theo dõi và ao ước giá như có một lần. Vào đại học, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, Trâm đã quyết định đăng ký dự thi, bởi vì năm 2010 là năm cuối đủ tuổi. Số quần áo Trâm đã sử dụng tại vòng chung kết Miss Teen đều do một số quần áo tài trợ. Không có số đó, em đã không biết phải xoay sở trang phục như thế nào. Đạt được danh hiệu, Trâm cũng bất ngờ và vui lắm. Nghị lực và ước mơ cũng đã đưa Trâm tới đích mơ ước của một cô bé phục vụ quán cơm ngày nào. Vinh quang cao nhất đó là chiến thắng chính bản thân. Dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ tỏa sáng nếu như có quyết tâm và sự tự tin. Hóa thân vào một cô bé thiếu thốn tình cảm của cha lẫn mẹ trong phần thi tài năng ở chung kết Miss Teen năm 2010. Hai tuần đồng hành cùng với Miss Teen, kỷ niệm khó quên nhất đối với Trâm chính là dịp tới thăm trẻ em khuyết tật làng Hữu Nghị. Bước chân vào đó, em có một cái cảm giác gần gũi lắm, bởi vì các em thiếu thốn tình cảm giống mình. Em cũng hiểu hơn rằng nhìn lên không ai bằng, nhưng khi nhìn xuống còn có nhiều số phận cực hơn mình nữa. Em thấm thía hơn về cuộc sống và đã lấy đó làm động lực để cố gắng sống tốt. Cuộc sống của tôi không như các bạn nghĩ, đau khổ, buồn, vui, mất mát dường như cũng đã nếm đủ tất cả. Nó đã làm tôi gục ngã mà nhiều khi làm tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi cũng tin vào số phận, ai cũng đều có một số phận của mình, nhưng hãy mạnh mẽ mà tận hưởng cuộc sống và quên đi những gì đang làm mình mệt mỏi nhé. Đó là lời nhắn nhủ thật chín chắn của một cô bé phục vụ quán cơm ngày nào, giờ chính là một ngôi sao thân thiện của Miss Teen năm 2010, Hồ Bích Trâm. Bạn trai Hồ Bích Trâm là ai? Vừa mới có thai, Hồ Bích Trâm đã bị bạn trai bỏ rơi. Hồ Bích Trâm đã vừa gây được ấn tượng cùng với vai cô bé trẻ đã bị gã đàn ông bội bạc lừa tình ở trong một bộ phim truyền hình Bản Năng Nguy Hiểm, Ripple, Mutant và Em. Hóa ra đây chính là lý do mà Việt Anh chia tay là Thanh Huyền. Chồng cũ của Diệp Bảo Ngọc đã say nắng con gái của ông chủ dầu khí. Say men ái tình đối với chàng luật sư điển trai, Hồ Bích Trâm chót rải mang thai, nhưng rồi lại bị kẻ sở khanh ấy bỏ rơi phũ phàng. Đó là một vai diễn mới của nữ diễn viên trẻ xinh đẹp ở trong một bộ phim truyền hình Bản Năng Nguy Hiểm được phát sóng vào lúc 20 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Từ một cô gái thích nghịch nam tính, sau khi say nắng cùng với một luật sư Khánh Trình, cô cũng đã thay đổi hoàn toàn, cũng trở nên khá dịu dàng và nữ tính hơn. Anh ta cũng đã đưa Diễm Châu đến dự tiệc cùng với bạn bè, tỏ ra trân trọng và cũng đã nâng niu cô hết mực. Trước sự săn đón và khá chiều chuộng, Diễm Châu đã thực sự ngã vào lòng tay của anh chàng luật sư, và cả hai cũng đã có những phút giây đi quá giới hạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.